Hello các bác, chào mừng các bác trở lại kênh Chai LPT Nhật Đức nhé. Hôm nay thì mình lại đang tận cảnh đóng thanh chai cái ốp la răng R15. Đấy, lắp cho xe, tất cả các dòng 15 thì nó sẽ lắp chung. Đấy, đang lắp cho con Toyota Hiace cá mập. Đấy, hàng này của nhà mình nó là hàng made in Đài Loan các bác nhé. Đây này các bác này, tuy nó là hàng bình thường rẻ tiền thôi nhưng mà hàng made in Đài Loan. Đấy, mã vạch tem miếc chữ miếc đàng hoàng dày dặn luôn. Đấy, ốp la răng này thì nó có mấy loại cơ, nhiều hãng lắm chú ơi. Đây, trong la răng thì nó sẽ có nhiều mẫu, nhưng cái mẫu này thì nó sẽ có cái lưng cắt sắt này. Thì các bác lồng ở bên trong nhá. Không phải dấu vít đâu. Đây, hỏi dấu vít. Vừa luôn. Đấy. Mỗi một mẫu thì bên trong lồng, trên vòng vành nó sẽ có một kiểu khác nhau. Có kiểu lồng sắt, là cái sắt này nó sẽ tròn luôn, và có kiểu sẽ đâm vào trong cái đầu là nó. Đấy, sau đó chúng ta ấn vào vành này. Đấy, ấn vào vành như này. Sau khi ấn xong thì nó sẽ trò chuyện ngay, anh trai tự đóng luôn. Đấy, rất đơn giản các bác nhá, anh em chỉ việc ấn vào thôi, xong rồi là chỗ nào mà nó vênh quá thì anh em đóng vào dần dần nó sẽ vào. Đấy, rất đơn giản, cực đơn giản luôn đó. Đây là ốp R15, cái mẫu này, thì nó có nhiều mẫu lắm anh em ạ, rất nhiều mẫu luôn. Đấy, mỗi một dòng thì có một mẫu khác nhau. Cho xe ra đấy. Ok anh. Em làm một cái cho bố. Đấy, đấy. Tôi tặng riêng này. Đấy, rất đơn giản. Đây, mở đầu anh em cứ nhìn cho mình là có một cái van này. Có cái van đấy, van gọi là van bơm này. Đấy, chưa biết ở đây. Các bác để chờ đấy, cho nó ấn này thôi. Làm nó hơi kênh kênh thì từ từ vào đều là vào. Đấy, rất đơn giản. Đã xong các bác nhá. R15 rồi. Đó, nghe là Toyota Hiace. Toyota Hiace của anh trai. Lắp vào phát để nhìn nó quay nó đẹp các bác đây. Tổng thể đi xa đây. Đó, ok nha các bác. Rồi, anh em có gì ủng hộ mình nhá. Đây, tụi tôi nhận đơn đây. Đấy, mấy ngày đầu xuân trời đẹp quá các bác ạ. Tiếc là không có thời gian đi chơi được. Thank you các bác rất là nhiều. Anh em nhớ ủng hộ cho mình theo số điện thoại 0978823083. 0978823038. Thank you anh em. Anh lọc gió à? Đúng chung rồi. Xe